Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh Giải trí Quận Long, và một lần nữa Long lại có mặt trên Võ Lâm 2. Và cũng như mọi hôm thì hôm nay thì Long có hướng dẫn các bạn các khảm đồ và đồ chính cuồng, các khảm đá quý và đồ chính cuồng. Bởi vì Long tại sao thì Long làm video này thì đối với nhiều người thì rất rất là đơn giản, nhưng một số bạn mới chơi thì chưa biết cách. Tiện thể Long làm luôn, vì nhiều bạn PM cho Long thì Long có giải thích nhưng mà cũng hơi lằng ngoằng nên một số người thì cũng chưa hiểu được. Vì thế mà Long làm video này để hướng dẫn cho các bạn mới chơi biết. Hy vọng là các bạn ủng hộ, đăng ký kênh và comment bên dưới giúp cho Long. Vâng, để nhà khảm được đá quý thì trước tiên ta vào đây. Chúng ta, các bạn nhìn đồ này, Long đang ở Tương Dương. Các bạn nhớ nhé, Tương Dương này, xong đó đến ông này, LBC của ông này. Đấy, LBC các bạn nhìn chưa? 172 188 này, các bạn nhìn chưa? Đấy, các bạn đến Hoàn Nhan Y này, đấy. Ông này này, xong đó chúng ta ấn vào đây. Chúng ta ấn dần hoài. Sau khi ấn hoài hai là chúng ta nhận được cái này. Đây. Cẩm nang đá quý. Sau khi có cẩm nang đá quý thì chúng ta quay. Và để quay được ấy, thì chúng ta phải tốn huy chương anh hùng. Và mỗi một lần quay miễn phí thì chúng ta tốn hai cái năng quay này. Và để quay được chúng ta mở dương nha, dương may mắn này, chúng ta ấn vào dòng đôi bốn, dòng thứ năm từ trên xuống đây ấy, chúng ta ấn vào vào cái đầu tiên nha, mở miễn phí đây. Đấy, quay đi. Đấy, cho bạn nhớ nha, quay này, rồi ok, quay tiếp này, quay đây. Các bạn nhìn con chuột của Long này có 8 lần ưu đãi, nó đã qua đây 1 lần rồi còn 7 lần này. Đấy. Chúng ta nhớ là phải có huy chương anh hùng nha. Mỗi lần mất hai cái, 28 16. Và mỗi một ngày chúng ta quay được mất 16 cái huy chương anh hùng. Và huy chương anh hùng các bạn thấy đâu? Đó là đi chiến trường, đi đi phó bản này là đều có hết. Các bạn cứ chăm chỉ đi rồi sẽ có. Đấy, hôm nay Long chỉ hướng dẫn là quay đá quý này, xong cách các bạn khảm vào đồ. Đấy, đục lỗ khảm đồ đấy, các bạn nhớ nha. Đấy, các bạn mới chơi nhớ, còn các bạn là biết chơi rồi thì qua qua là đơn giản. Đấy, chúng ta quay hết hết là 4 7 8 lần. Đấy, còn 3 lần nữa. Vâng, quay nhanh 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 như thế nào, hồi hộp quá là ra đá quý 50 tầng 1 đấy các bạn. Không sao. Rồi, một cũng được. Còn một lần nữa các bạn ơi, 8 lần nha. 8 nhân 2 16, 16 cái huy chương anh hùng miễn phí. Còn nếu chúng ta rút kia thì mất 4 cái cơ, nên chúng ta không nên rút. Và ai bạn, các bạn nào giàu bí và nhiều huy chương anh hùng các bạn rút thử nó. Rồi, làm được là quý cấp 2, ok. Hết này qua nhà, số này ưu đãi hết này. Thôi tạm thời là chúng ta chơi miễn phí chỉ tới đây thôi. Vâng, sau khi đá quý này ra vào dương này thì chúng ta ấn vào đây, cầm đăng đá quý này, chúng ta chọn tầm một, bỏ hết vào trong túi này, ok. Sau đó chúng ta ví dụ chúng ta khảm đây, các bạn nhìn này, các bạn nhìn cái bút của Long kia, bút khí chiến cuồng này, chưa khảm dòng nào hết thì chúng ta làm nào? Chúng ta đục lỗ trang bị, và để đục lỗ trước đây cho Long cho này, các bạn vào dòng thứ ba đục lỗ trang bị này. Đấy, các bạn nhìn chưa, đây còn nó hiện ra bốn cái này, bốn cái đá quý mà mỗi đá quý khác nhau vào ô một thì đấy, thì nó đòi huyết trích mạch này, đấy ô hai thì đòi nguyệt bạch thạch này. Đấy, đấy kia là hổ phách thạch này, đây này, hắc diệu thạch này, nói chung là đều cấp một hết. Chúng ta cứ chỉ vào chuột vào đây chúng ta nhìn rõ thôi. Và để có ra cái thứ đấy thì chúng ta mở ra đây ra, chúng ta quay được bao nhiêu đá này nó rút ra thôi. Ví dụ huyết chi thạch là lấy lấy một này, một này. Đấy, bỏ ra nhá. À, đấy chúng ta có bỏ ra đấy, vì có năm năm cái thạch này, chúng ta bỏ ra từng cái một, mỗi thạch thì ta bỏ ra một cái, khắc diệu thành một cái này đấy. Cái cứ là hắc phạch thạch này đấy. Đấy, sau khi chúng ta bỏ ra một cái rồi và cấp 1 rồi, chúng ta lại chỉ vào đây. Đục nỗ này, trang bị này.
thì chúng ta cho trang bị vào thôi. Đấy, đấy các bạn nhìn chưa, 1 trên 1, 1 trên 1, 1 trên 1. Đấy, cái này 2 trên 1 nó thừa ra thì nó không sao đâu các bạn. Đấy, 1 trên 1 cứ gọi là 1 trên 1. Đấy, chúng ta đục nốt này, đơn giản quá đi. Đấy, các bạn mới chơi nhớ chú ý nhá. Đấy, đây sau khi chúng ta khản được ô 1 rồi, nó báo lại khản tiếp ô 2. Ô 2 thì này chúng ta lại cứ thế thôi, cứ tiếp tục như thế, chỉ khác là chúng ta phải lấy đá quý cấp 2 và có hai cái. Đây này các bạn nhìn này, 0 trên 2 0 trên 2, có nghĩa là phải hai cái trên 2 mới đủ, và thạch này phải thạch cấp 2 các bạn. Long xem Long có cấp 2 này, ở cái Long có cấp 2, lấy hai cái này. Đấy, cái này này cấp 2 có hai cái này, cấp 3 chúng ta lấy ba cái thế thôi. Cái này ví dụ nhá, cái này Long không có hai cái thì Long phải làm thế nào là chế. Đây ví dụ ba chế này, ta muốn ghép đá quý, đấy hộp phách thạch này, rất đơn giản các bạn, ta chế hai cái rồi các bạn cứ làm quen với cái kia rồi các bạn sẽ tìm hiểu được hết. Đấy, hộp phách thạch này, đây hai cái nên Long vừa chế rồi đấy. Đấy, xong cái hắc rượu thạch này cũng hai, rất đơn giản. Đấy, xong chưa, chúng ta lại đục nổ trang bị. Đây, chúng ta bỏ vũ khí vào trước. Đấy các bạn nhìn thấy 2 trên 2, 2 trên 2 chưa, ok. Tạo luôn. Mất 2 vàng hay 1 vàng. Đấy, ví dụ ô 3 thì chúng ta cũng khảm thế thôi, chỉ khác là linh thạch 3 thôi. Đấy, nếu có thì khảm, không có thì chúng ta phải đi lấy huy chương anh hùng. Rồi chúng ta quay được ra 3 rồi, không được thì lại phải đợi, không được đợi được lâu quá thì bực quá thì mua, thế thôi. Đây sau khi đục lỗ, đây các bạn nhìn này, sau khi chúng ta đục lỗ hai lỗ rồi hoặc ba lỗ đây thì chúng ta chọn, chúng ta nhớ nhá, chúng ta chọn phái của chúng ta là phái gì, chơi sức mạnh hay là linh hoạt. Ví dụ phái của Long đây là phái này là sao nào, phái của Long là phái ngoại công chơi sức sức mạnh thì chúng ta khảm ngoại công vào xem nào. Ví dụ chúng ta chỉ đến đây, chúng ta nhìn rõ này. Đấy, chúng ta nhìn đây, chúng ta nhìn nhá, cái này các bạn nhìn trên chuột con Long này hiện ra này, dòng đầu là tốc độ này, dòng hai sức mạnh này, dòng ba là chỉ giới là văn sức ấy, dòng tư là vũ khí chúng ta phải lấy ngoại công nhá. Đấy, cái này chỉ có ngoại công và thế thôi, sát thương. Đây các bạn lấy gì, Long này Long lấy sát thương, phái ngoại công của Long là Long lấy sát thương. Đây chúng ta mở ra, mở ra sát thương, nói chung là chúng ta lấy đá càng cao càng tốt. Sát thương xem nào, hổ phách này, ôi Long có một cái cấp 3 quá ngon, sát thương 80. Đấy các bạn nhìn là sát thương tăng 60 ơi, ừ, Long ép ra. Đây chúng ta khảm đá này, đấy chúng ta giờ mới khảm đá nhá, vừa chúng ta là đục vũ khí, giờ chúng ta khảm đá quý vào cái vũ khí này. Đấy cũng cho cái này vào, quá đơn giản. Chất nhầm, đây đá này hổ phách thạch sát thương. Đấy như các bạn nhìn chưa, sát thương tăng 60. Đấy các bạn nhìn dòng thứ tư này, sát thương 60. Đây vì nó nói rõ là vũ khí mà, sát thương 60 chúng ta cho 60 cản đá cho vào. Cái này là Long không có đá nào, Long không khả năng chưa cho, cũng không sao, các bạn cứ ấn ninh vừa là được hết. Đấy Long bỏ ra nha các bạn nhìn này. Đấy các bạn nhìn chưa, sát thương Long đã khả một cái sát thương xong. Đấy 60 quá đơn giản, thì Long rút một cái nữa đi, vì ác này Long không cày nên không có đá nhiều. Hộ Long thử đổi xem được cái cấp 3 này không này. Đấy ví dụ, đấy các bạn cứ làm tuần tự ấy. Ví dụ các bạn chế muốn ghép đá quý thành cao hơn thì chúng ta cứ ấn vào đây, ví dụ chúng ta ghép thành đá 3, nó báo đây này, cái dòng này các bạn nhìn dòng chuẩn đấy 41 này, nên 3 chúng ta có thể ghép được 1, đây nó nói rõ 1 luôn này. Đấy đồng tí nữa hết vàng vừa sinh, rút đá quý hổ phanh. Đấy có một cái đúng không các bạn, nhìn là đúng một cái rút luôn. Đây cũng sát thương 60 này, thảm luôn, đục lỗ luôn, thảm này, thảm quá đơn giản. Đấy chúng ta giờ cho vào ô 2, nếu chúng ta đục được ô 3 thì chúng ta cho ô 3, rất đơn giản.
thẳng luôn. Rồi thế là xong. Đấy các bạn nhìn chưa? Hai cái sát thương 60. Dùng tạ đi phó bản vậy. Đấy. Sát thương này. Mũ này tăng tốc này, nòng mũ thường thường người ta ép tốc độ xuất chiêu các bạn, hoặc là phái Nga Vi Đàn thì thường thường người ta lấy là giảm thọ thương. Nói chung là tùy phái. Ví dụ long đục nó cái nốt cái chiến cuồng của long nha. Đấy, sau khi quay đá quý rồi chúng ta cũng rút đá quý vì chưa chúng ta chưa đục nỗ nào thì chúng ta phải lấy cấp 1, lấy cấp 1 một cấp 1 một cái mỗi loại đá quý chúng ta lấy một cái rồi. Đấy, chúng ta lại đục nỗ trang bị cứ thế mà làm thôi. À, các bạn nhìn một một trên một một trên một đơn giản đục luôn ngay. Rồi đây các bạn nhìn nha, nòng đục này, đục này, đục rồi chúng ta khảm cái áo thì chúng ta nên khảm gì và để làm sao để khảm được áo thì chúng ta phải xem vào đây. Đấy, chúng ta xem vào đây này, chỉ vào con đá quý này, chúng ta chọn đề, các bạn nhìn này. Đấy, chúng ta chọn dòng thứ năm nhá, xong mở lên. Ví dụ đây, ví dụ chỉ vào một cái linh thạch bất kỳ ở đó, chúng ta nhìn đây, nó có đầu này, áo quần này, chỉ giới này, vũ khí này. Mà chúng ta chơi thì phải nào nhỉ? Đấy, ngoại công sức mạnh thì chúng ta phải tìm sức mạnh thôi, nó không có ngoại công các bạn ạ. Đấy, cái này đặc biệt là không có ngoại công. Chúng ta cứ vì thế mà chúng ta phải khám sức mạnh. Sức mạnh đây là đá huyết trích thạch này đấy. Cái khác là linh hoạt này. Linh hoạt là nhiều phái khác thì chúng ta phải mỗi phái chúng ta thích dùng tăng cái gì là chủ yếu thì chúng ta phải tăng cái đấy. Đây. Đấy, cái này dành cho Dương Tử Cung hay là cái gì đây? Đây này, nội công này dành cho Thiên Nữ Quyền này, Nga Mi Đàn hoặc là Thiên Nữ Trượng này, nói chung là các phái nội công. Còn sức mạnh đây này, đấy có thể là Minh Giáo này, Dương Tử Cung này, đấy, đông đấy này, đông đấy sức mạnh nha. Cái này chắc chắn là như thế các bạn ạ, không phải đắn đo gì cả. Chờ chờ, Hà Hà Long có hai cái, Long ghép thêm cái nữa nè, để Long ghép, nhưng mà hết vàng nó. Gầy nha. Thôi Long lấy một cái cấp 3 vậy. Vì ăn này Long cũng không cày, chỉ đi phó bản nên không không quan trọng. Đấy, Long là Long rút cái đá sức mạnh ra này, đá sức mạnh là huyết trích thạch này, rút luôn này. Đấy, sức mạnh này tăng 22, làm luôn. Sau khi chúng ta khảm này, chúng ta đục nỗ rồi chúng ta khảm. Rất đơn giản, các bạn cho áo vào đây, rồi cho cái đá xuống vào đây, rồi thế là xong. Đấy, nó lại được cái áo nữa rồi này. Đấy, các bạn nhìn chưa, nó khảm này, đục nỗ là khảm luôn áo này. Đây đây, còn chỉ giới thì cũng tương tự như thế thôi. Đấy, sau đến giờ truyền đạo 5 giờ các bạn ơi, đến giờ truyền đạo nhé. Bao giờ truyền đạo từ 5 giờ đến 5 giờ 15 chúng ta phải đi ngay và nhặt nhanh. Đấy, toàn bộ cái khảm đá và đục đá như thế, và cho các linh thạch này cho vào bộ chiến cuồng. Không riêng phải bộ chiến cuồng mà tất cả các loại quần áo khác có thể khảm. Ngày xưa là Diệu Dương là không khảm được, bây giờ là bắt đầu từ chiến cuồng trở lên là các loại quần áo trở lên là có thể khảm được nỗ này, và chúng ta có thể gia tăng thêm sức mạnh này, phòng chống công kích này, nói chung là tất tần tật luôn. Đấy, mong các bạn mới chơi làm rõ được tình hình, và bạn nào chơi lâu rồi chắc chắn là sẽ biết và quá quá là biết luôn. Vì vậy mong Long chúc các bạn chơi game vui vẻ và thành công trong cuộc sống, và lấy thế thấy video của Long giúp ích cho các bạn một phần nào đó thì các bạn hãy ấn đăng ký kênh này, like và chia sẻ lên Facebook của các bạn để cho mọi người cùng chơi, và PM cho Long, Long biết gì Long sẽ giải đáp hết. Tuy Long không biết toàn bộ nhưng mà
chính từ mọi người PM cho Long thì Long cũng học hỏi thêm một số chút kinh nghiệm đấy, mục đích chỉ có thế thôi, vui chơi giải trí, chứ kênh của Long thật sự là không thể kiếm được tiền, bởi vì sao, số like quá ít, bởi vì là lượt xem cũng quá ít, vì thế mà Long chỉ chia sẻ không phải kiếm tiền, nên vì thế mà các bạn đừng có ngại đăng ký, cứ đăng ký kênh đi để nhận được video mới nhất. Ví dụ Long ra video nào thì chắc chắn là các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được video mới nhất, và các bạn có thể biết thêm một thông tin đó về Quán Âm 2 cũng như chia sẻ của Long. Vâng, Long đi truyền đạo đây, Long xin khép lại video đây và chúc các bạn may mắn trong cuộc sống. Vâng, tạm biệt nhé.